Ôi, anh em lại chê xấu hộ tụi mình gái. Trời. À, cái gì đây? CQTC sao đâu? Sao cái khẩu súng nó tên nó gì? Ui, đẹp nhở? Hiếm hoi mà có một cái hộp vũ khí mà nó có màu tím anh em ạ. Phải là tím mộng mơ thôi, nhưng mà cực kỳ là ngầu. Ok. Sao để nó chạy đi này? Rồi. Rồi, nói chung là chúng ta bỏ qua giai đoạn rườm rà đi. Hôm nay chúng ta đến một vũ khí mới, đó chính là mình nghĩ là khẩu Ska SVIP, một phiên bản nó và nó có một cái màu sắc. Ui nhưng mà cái âm thanh quả đây nó có khả năng cận chiến anh em ạ, nhưng mà mình vẫn chưa hình dung được ra là cái khả năng cận chiến của nó từ xuất phát từ đâu. Bởi vì ấy, anh em để ý là cái dao ấy, anh em để cái dao ở mũi khẩu súng thì nó rất là gần, nó kiểu rất là sâu ấy, thì là mình không hiểu làm bằng bằng một cách nào đó nó có thể là chọc được trúng con zombie và gây được hẳn mấy nghìn máu một phát đi, đừng đùa. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái tiếng của khẩu súng nó mình rất là ôi tự tin quá rồi, phải nói cận chiến nó rất là mạnh, nhưng mà cái tiếng súng của nó làm vì gì phải Ska đâu. Mình chưa biết là súng gì nữa, nhìn thì giống Ska thật đấy nhưng mà bắn bắn nghe thì chả giống đâu. Cái khả năng cận chiến của nó thì quá ảo diệu. Nhưng mà cái Q Max này được 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 được, mình phải nói là dòng súng Evit thì khẩu này được này, nó đẹp, với cả là nó gần gần như kiểu là à tí chết, nó thay đổi rất nhiều so với những dòng Evit trước, kể cả hình dáng và cái khả năng cận chiến của nó không phải là gắn ở mũi súng nữa rồi. Nhưng mà tuy là anh em để ý là động tác của nó vẫn là thọc 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 như kiểu thọc đít ấy, nhưng mà thực ra là có một cái dao gọi là dao tàng hình ở trước mũi khẩu súng, nên là mỗi khi anh em cận chiến thì cái dao đấy nó mới xuất hiện một cách rất là khó nhìn. Còn cái dao mà nó ở trên cái đầu của súng ấy, như kiểu cái tóc ấy, cái bờm ấy, như kiểu cái bờm ấy, thì nó chỉ để làm cảnh thôi, nó chả để làm gì. Hai cái khẩu súng dị thật, nhưng mà thôi nói chung là cũng không thể chê là xấu được, cũng đẹp. Nhưng mà cái khả năng cận chiến của nó không độ ổn lắm thôi. Ôi anh em đừng quên cho mình cảm nhận về em. Tại sao nó không ghi là Sky Fit cho nó dễ hiểu nhỉ? Nó C Q T Q. Mà mình cũng méo hiểu cái đấy là nghĩa là cái méo gì luôn. Mày đùa với xạ nữa. Trời ơi, 34 máu, nó chém được gì mà mình còn 34 máu đấy. Ok, mình lên top rồi. Nó chém được gì mà mình mất còn 34 máu nhỉ? Bọn bọn hero thường thường nó sẽ chém theo kiểu là 1000 máu, 1500, 2000 máu. Ô, thứ hai thằng luôn. Đã đấy anh em ạ. Phải nói rất đẹp. Nghe nghe của nó vừa cái cận chiến của nó hơi ảo. Nếu mà để cho nó hợp lý hơn thì mình nghĩ là nên làm lại cái động tác cận chiến anh em ạ, nó không hợp. Đáng lý là phải vuốt vuốt hay là chém theo kiểu chém như kiểu Knight Advip các thứ thì mình nghĩ là nó còn hợp hợp chứ. Trời ơi, yếu quá cơ, các bạn cứ lao vào đi, mình ăn hết. Đó, mình không để bố con thằng nào. À, mình rơi thật. À, tít, tít 56 ạ, thôi. Chế trội đấy bạn. Ôi, anh em đừng quên like của mình. Thôi. Được cái là nghe nó êm tai anh em ạ. Còn mọi thứ thì bây giờ em nếu mà để ở thân đầu khẩu súng ấy, nó sẽ chết kia, nó sẽ toát ra một cái một kiểu ánh sáng một tím tím ấy, như kiểu khói ấy, đẹp phết đấy bạn. Tức là khi anh em mà có thận, khi anh em có thận to thì mọi vũ khí nó muốn đẹp hay không thì chỉ cần thận to thôi. Thận anh em có thể bán vài chục lần cũng được, nhưng mà miễn mà có thận để mà bán thôi. Súng đẹp như thế này thì phải bán được cái gì nữa. Rồi. Nhưng mà hơi giật. Nghe nó êm tai vậy thôi nhưng mà thực ra nó giật lắm ấy. Cái đồ to này. Ui, khỏe thật chứ. Cái này là hơn 600 máu vào đầu nhưng mà trong khi là lực ATK có sẽ hơn nửa. Đây rồi, con bò lạc này. Ui, sao mày lao ra kia? Ui, hai con nháy luôn kìa. Em thấy không? Ngon chưa? Thay đạn cũng nhanh. Ui, 8 kill. What?
Ôi, mình đã cố gắng lên Holy Seed. À, mà thích quá. Chú thằng này đã giúp chùa rồi. Thôi xong rồi đại vương ơi. Ôi, một kim. Thôi được rồi. Ui, có thằng một sao, ui, ba sao kìa. Đây, đây, đây. Ba sao. Ui, hai vạ. Ôi, thằng một sao hẹo rồi. Còn cái thằng này visa mới khó này. Ôi, em có để ý là mình cái khẩu súng nó bao nhiêu đạn không? Nếu mà mình viết thì mình nghĩ là khoảng 36 viên, với lại mình không để ý. Cứ mãi cận chiến quá, với cả nhìn nó đẹp quá. Thật ra là cái màu tím của nó hút hút hồn vãi cả trường. U 37 viên, à đúng rồi, thêm một khẩu Ares nữa em ạ. Ares VIP thì nó thành 37, chứ thực ra nó chỉ là 36 viên thôi. Cũng tương tự như VIP bình thường. Nó sẽ ít đạn hơn là đồ gold, mà lại nhiều đạn hơn mấy cái đồ từ VIP. Đơn giản là vậy. Đấy. Cứ chê Ska là chúng ta hiện tại chỉ có Ska Gold thôi, nhưng mà hiện tại em ấy vẫn chưa được tiến hóa, nhưng mà lại đã có bản S VIP rồi. Đã thật. Ui, thằng này nó cầm hẳn cái Saben nó đi thông đi cận chiến nhá. Ui, có đồ to thế mình rồi. Ôi gì mà căng, bạn thấy thì mình chạy thôi. Gì mà khó tính, trời. Bắn ngon thế chứ đấy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chết rồi, chết rồi, đông lắm. Ui, phải nó dễ nảy vào đầu thế. Ui, chết luôn kìa. Em thấy cái Q Mark đẹp không? Cái Q Mark hình của nó cũng nhìn nó cũng chất luôn. Một khẩu súng gọi là quá chất lượng. Ui, trong trường luôn rồi. Mẹ này. Tại sao ấy, trong trường đầu, quả đấy trong đầu thì mình nghĩ là nó chết chắc rồi. Cơ bản là cái khả năng cận chiến của nó không, nó hơi ảo, nên là đâm ra nhiều pha mình tính toàn hụt thôi. Ôi thôi xong rồi, bạn ấy thông cho mình cái một cái gọi là cực kỳ lạnh lùng và quay đít đi. Ai thật. Ôi, nói chung là đợt gần đây thì vũ khí nó sẽ rất là nhiều, nên là nếu anh em mà không có khả năng mà hiến máu được thì có thể là xem mình. Trời. Mình nếu mà mình được cầm vũ khí thì mình sẽ làm clip nhanh chóng nhất có thể cho anh em, để cho anh em gọi là nghiên cứu để xem có nên bán thận hay không. Thật sự khẩu này mình nghĩ là nên, bởi vì nó đẹp và cái khả năng bán của nó rất là mạnh. Chẳng qua là cái khả năng cận chiến thì anh em nhìn nhìn nó chưa quen thôi. Chứ còn anh em mà cầm cái loại này đi tàn sát zombie thì nó là một cái chuyện nó quá là easy luôn. Thôi một sao này. Rồi thì bạn chạy đi. Mày kiểu gì nó vòng qua đây này. Đây, đây, mày mày chạy. À. Chạy đâu. Ui, cái quả gọi là hack não của linh nhọ. Đây thằng này nó làm gì đây? Ok. Ơ, nó thấy mình à? Ôi, thằng này mắt 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 cắm ở đi thì sao vậy? Mình thấy nó quay lưng vào người mình rồi, khi mình vừa lên cái nó che mất. Ồ, vô lý nhá. Đủ đá quá thôi. Chạy nó đi anh em. Trận sau mình sẽ tập trung đặt bắn một chút. Ok. Thằng này nó chạy mất rồi. Mọi em nhớ nhá, nhớ like để cho mình xem cái gọi là cái khả năng của em này, anh em nghĩ là có thể là so sánh với các SVIP chứ cả Dragon SVIP các thứ luôn. Ui đây 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 đây. Ui. Giết nó. Ui, hết chân rồi kìa. Được rồi, nói chung là vậy thôi. Một khả năng khẩu súng thì anh em có thể thấy rồi, thì đừng quên comment phía bên dưới cảm nhận của cảm nghĩ của em về cái khẩu Sky SVIP này. Yeah, em nhớ like và chúc em ngày vui vẻ. Bye.